không, nhưng mà muốn cái gì nhà tôi đã phục vụ hết rồi, mà muốn cái gì nữa. Thì bắt đầu hả là chồng của bạn nó thấy bạn vậy, cũng kêu bạn nó là thôi bây giờ bên nhà nội đã cấp xong rồi, kêu bạn về, thì bạn cũng đưa con bạn về bên đó. Trong cái khoảng thời gian khi mà mẹ của bạn nằm bệnh viện về xong rồi ha, là khoảng thời gian sau đó khoảng chừng mấy tháng thôi, là ba mẹ công việc làm ăn ngừng trệ, không làm ăn được các bạn, thiếu nợ người ta rất là nhiều. Lúc đó không có bán được nhà, cứ ở trong nhà đó hả, giống như một cái gọi là không có biết làm sao hết. Nhưng mà mới đây hôm qua là Thi đọc tới chuyện của bạn, thì Thi có thấy nó mất một đoạn, là tự nhiên nó bị mang hay sao, tự nhiên nó mất cái đoạn đó. Thi đọc thì không hiểu, cho nên Thi mới kêu bạn, Thi nói em ơi em gửi lại cho chị cái đoạn ở trên hay sao mà chị đọc không được. Cái bạn cũng gửi lại cái đoạn đầu, cái bạn cũng nói thêm rằng là hiện tại bây giờ á, là ba mẹ của bạn, gia đình của bạn đã dọn đi rồi. Nhà bạn thì bạn vẫn ở bên nhà chồng, còn bên nhà ba mẹ bạn đã dọn đi là chỗ khác ở rồi, mà nhà này đã bán cho một cái chị ở bên Mỹ, và cái tiền